Anh em cũng học đến sắp hết lớp 9 rồi, sắp hết cấp 2 rồi mà người vẫn rất là nhỏ gầy. Thực ra là bé đi học nghề thì bé có không biết là đi học cái nghề gì. Đấy, nhiều em ở dưới nhưng mà như Hồng thì ví dụ học nghề thì chỉ phải được cái nghề sửa xe thôi. Khâm xin chào toàn thể cô ba anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Chiều hôm nay hiện tại thì Khâm đang có mặt ở nhà anh Lúa bé Xá, cô bác anh chị ạ. Và hôm bữa trước anh em mình có lên mở quà cho anh Lúa bé Xá cũng như là khoản hỗ trợ của chị Diệp Sương thì chưa có gặp được anh Lúa. Và trước đây khi mà chị gửi cho Khâm số tiền 2 triệu đồng ủng hộ cho anh Lúa ấy, thì có căn dặn mình là thời điểm hiện tại đang vào cái vụ mùa trồng ngô thì là Khâm có thể gửi trước cho anh Lúa độ vài trăm nghìn để mua giống ngô cũng như là các cái hoa màu để mà canh tác mùa vụ mới. Anh em mình chưa gặp được thì chiều nay anh em mình tranh thủ lên, không biết là anh có mặt ở nhà không để anh em mình lên và có thể trao cho anh một cái khoản tiền anh mua giống hoặc là mua phân. Đấy, hiện tại thì ở đây thì mọi người vẫn đang bắt đầu mới vào mùa vụ thôi các bác nhé. Mọi người có những khu vực là mới chỉ phát nương thôi, cũng chưa trồng. Có những khu vực thì đã cầy lên nhưng mà do thời tiết là khô hanh quá nên là bà con cũng chưa trồng được ngô lúa các bác ạ. Hiện tại thì là hôm nay Khâm lên thì cũng có mua thêm, vẫn là cái quỹ mà chị Diệp Sương ủng hộ anh em để mà mua sữa cho bé Xá tiếp. Đấy, sữa bánh để mà cho bé Xá ăn các bạn. Không biết là mọi người có ở nhà không, anh em mình sẽ tiến vào nhà anh Lúa bé Xá. Khâm thì thời điểm hiện tại cũng khá là nhiều việc nhưng mà hễ có thời gian rảnh là anh em sẽ bố trí đến để mà thăm lại các hoàn cảnh cũ. Đi đâu hết rồi Hồng? Hôm nay nghỉ học à? Hả? Có đi á? Anh khởi cho xin cái mic nữa mà. Bố đi đâu rồi? Bố đi ở xã. Bố cháu đi xã? Đi làm gì đấy? Chưa biết á? Một lần nào lên gặp bố cũng khó này. Để gắn mic nói chuyện tí em này. Gà vào trong nhà thế này. Xá đâu? Xá ngủ rồi ạ. Ngủ á? Vâng ạ. Đây lấy ghế với đây ngồi chú hỏi em nào. Hôm nay thì tiếp tục là không gặp được anh Lúa. Thế hôm trước bố về có thấy quà không? Quà đi đâu hết rồi? Quà à, hôm nọ là anh Hồng cũng ở nhà đúng không? Xay về đây nào, xay về đây chú xem nào. Ghế đâu? Để ghế về đây ngồi em này. Trời hôm nay nắng quá các bạn đấy. Trời thời điểm hiện tại là dần dần là vào giữa tháng 3, gần tiếp tục là mùa hè lại sắp đến nữa rồi. Đấy. Nhà trồng ngô chưa? Nhà cháu trồng ngô chưa? Chưa. Chưa đúng không? Vâng ạ. Đáng lẽ là hôm nay lên đây anh em mình nếu muốn là cũng gặp được anh Lúa để mà trao cho anh cái một chút tiền để mua giống ngô cũng như hoa màu để anh có thể trồng đấy. Nhà là bây giờ là phát nương chưa? Dạ, rồi ạ. Chờ uống sữa nhá. Một cho sinh đi ạ. Đây, anh có bánh. Chú có bánh cho các cháu này. Hôm nào lên không gặp được bố Lúa nhỉ? Dạ. Bố đi xã có việc gì à? Dạ, cô không biết nữa. Đi lâu chưa? Không, vừa mới lúc nãy rồi. Lúc nãy á? Anh em mình mở vào thăm bé Xá nhưng mà bé Xá hiện tại đang ngủ trưa, vẫn chưa dậy đâu. Hôm nay là không đi học đâu đúng không? Có. Học buổi sáng à? Vâng ạ. Hồng là bây giờ nhà bố còn con bò nào không? Không ạ. Không nuôi bò nữa à? Vâng ạ. Thế là bây giờ là nuôi con gì không? Không nuôi gì hết ạ. Không nuôi cái gì hết á? Vâng ạ. Bố khỏi bệnh chưa? Giờ. Ừ? Giờ.
khỏi rồi chứ. Bây giờ bố về bố đi làm chứ? Tôi còn chưa. Chưa? Vâng. Thế năm nay có trồng ngô gì không? Ta. Có. Ừ? Có. Thế bao giờ làm? Bố bảo là lúc nào trời mưa thì trồng. Đang đợi trời mưa đúng không? Vâng. Thế Hồng có biết là nhà mình có giống ngô chưa? Có. Hả? Có. Có chưa? Rồi, sáng ngủ rồi thì thôi, tí phần này cho sáng nhá. Đây là một hộp bánh quy. Này. Cho xanh. Cho xanh, khoanh tay vào. Đây. Này, ăn bánh đi nhé. Này, cho em bé này bánh này. Xin chú. Này, xem này. Xin chú này. Này, Hồng này. Xin chú ạ. Bé mất thì. Bé thì là thời gian thì anh em mình khá là hạn hẹp ở cái thời điểm hiện tại. Thưa các bác thì không ngoài triển khai nhà lúa em ra, các bác cũng thấy là anh em mình đang triển khai cùng anh Tuyên nhà hai ông cháu này. Và Khâm đang bản thân kênh là tiếp tục triển khai ngôi nhà của em Phứ. Đấy, bây giờ tranh thủ trời nắng thì là anh em mình đang bố trí vật liệu gạch này, bột đá này để mà em Phứ bố trí người chuyển vào nhà trước cái thời điểm là mưa các bác ạ. Hiện tại thì khu vực bên đấy thì cũng đang chưa có trồng cấy bởi vì là đất khô cằn quá, đang đợi trời mưa. Hôm nay khi mà xong việc thì là không có rẽ đi thẳng vào nhà của anh Lúa. Hy vọng là gặp được anh ở nhà thì anh em mình sẽ gửi cho anh ít tiền mua giống mũi là mua phân đấy các bác ấy. Có thể là Khâm sẽ gọi cho anh Lúa một tí. Bố bây giờ còn dùng điện thoại không? Có. Hả? Có. Anh gọi không bao giờ được nhỉ? Chú gọi không thấy được. Bố thay số điện thoại mới rồi. Thay rồi á? Vâng. Thay bao quý khách vừa gọi. Thế có biết số bố không? Có. Cho đọc cho chú xin nào. Chị các Diệp Sương vẫn rất là luôn quan tâm đến gia đình bé Xá. Đấy. Anh em mình có thời gian thì vẫn thi thoảng là mua sữa đến cũng như là bánh quà, và có thời gian hơn là có thể sẽ mua nhu yếu phẩm, bởi vì hiện tại buổi chiều rồi thì anh em mình cũng không có đi được chợ. Đấy, tắc đường nữa để mà đi về nữa là hết ngày và không thể sắp xếp được thời gian lên bàn nữa. Thông tin mấy Hồng nhá. Hồng có lớp mấy không nhỉ? Chắc là biết rồi, lớp 9 là biết rồi đúng không? Đấy, có một cô ở Mỹ nhá. Đấy, trước là có gửi qua kênh một chú đây này, mua quần áo cho các cháu phải nhớ không? Quần áo Tết đây. Có. Mua quần áo là những lần mua sữa này, mua bánh này là chú có trích quỹ của cô ấy ủng hộ đến gia đình để mà mua đến cho các cháu. Đấy nhá. Đây này, những hộp bánh, những hộp sữa này này thì là chú lấy tiền từ cô ấy, cô ở Mỹ cô gửi về. Cô Diệp Sương nhé. Đấy, hôm nọ chú lên chú trao một thùng quà của cô Uyên Thư thì là đã bóc ra hết rồi. Xá nó có dùng được không? Quần áo này. Quần áo toàn quần áo mùa hè bây giờ mặc là rất hợp lý đấy nhé. Quần áo đấy là toàn quần áo một trắng sáng. Thì làm sao là cháu cố gắng là giữ gìn sạch sẽ. Mặc cho em rồi là giặt giũ đi thật sạch nhé. Đồ chơi. Đấy, có đồ chơi các thứ là lắp pin vào là sử dụng thôi. Hôm nọ có hướng dẫn cho say nhớ không? Có. Vẫn có rồi cái gì? Đấy, đồ chơi các thứ thì còn dùng được không? Hay là đi nương lại hỏng hết rồi? Còn dùng được. Còn dùng được cái gì? Đấy, được rồi. Thế thì là cứ dùng giữ gìn cho Xá nó dùng thôi. Mình lớn rồi thì mình không chơi mấy cái đồ đấy nhé. Vâng ạ. Xe đạp của Hồng đi còn được không? Bây giờ bánh đứt hết rồi, lốp thủng. Phanh đứt vào lốp thủng hết rồi á? Lúc đầu thì đứt phanh cuối xong thì em say nó cứ nghi thì nó đứt phanh đầu luôn ạ. Cái đường vùng cao này thì quá là nguy hiểm, nó có dốc đi thì là đứt nó là một chuyện bình thường thôi. Thế đi cẩn thận. Bây giờ cháu đi bộ đi học à? Vâng ạ. Ôi giời, một ngày đi là sáng mấy giờ dậy? Lại như ngày trước đúng không? Vâng ạ. Mấy giờ dậy? 4:30. 4:30? Vâng ạ. 4:30 dậy. Đấy, trước thì chú có mua mì tôm các thứ cho gia đình, về sau thấy các bố và là đấy các cháu không thích ăn mì tôm nữa, cũng không dám mua thêm nữa. Chắc là sáng ăn cơm hay ăn cái gì? Sáng thì ăn cơm ạ. Cơm à? Vâng.
Tiện vào đây này. Lớp 9 rồi, biết rồi. Đấy, hôm nay chú Tiện tôi ghi hình lên và chú gửi cho bố 500.000 để mà mua giống ngô nhé. Mua giống ngô hoặc là mua phân để mà bón. Được không? Cháu cầm đưa cho bố được không? Có. Hả? Có. Bảo là chú Khâm nhé. Vâng ạ. Chắc bố nhớ chú thôi. Chú Khâm lên đây, chú gửi cho 500.000 ở cô Diệp Sương ở Mỹ nhé. Nhớ tên không? Nhắc lại em là cô gì nhỉ? Tên gì nhỉ? Cô gì Sương ở Mỹ. Ở nước Mỹ nhé, châu Mỹ đấy. Thì là chú sẽ còn phần còn dư còn lại thì Khâm sẽ tiếp tục là để vào quỹ và thi thoảng anh em thăm bé Xá thì mua nhu yếu phẩm. Đấy, cũng như sự góp ý của chị thì là anh em mình trích ra. Khâm hôm nay cũng trích ra 500.000 để mà mua cho bố nhé. Đây 500.000 nhé. Để cho bố đi mua giống ngô này. Giống ngô, giống đậu, thứ để trồng nhé. Không tiêu linh tinh nhé. Và bố thế nhé. Đấy, chú quay lại video rồi là hôm nào chú gặp bố thì chú sẽ bảo bố hoặc là về chú gọi điện lại cho bố xem. Vâng nhé. Gọi được thì là chú sẽ bảo bố sau nhé. Nhớ đưa cho bố nhé. Không vâng được lấy đi đâu nhé. Vâng. Hiểu không? Đấy, vâng. Tối về chú sẽ gọi lại cho bố. Vâng. Dặn bố như thế. Vâng. Đấy. Còn tí nữa Xá dậy thì cho Xá uống sữa này nhé. Vâng. Thấy các anh lớn thì nhường cho Xá nó uống nhé. Vâng. Đấy, chia sẻ lại câu chuyện bé Xá thì bé rất là ốm gầy đấy. Và đến thời điểm hiện tại thì như video trước các bác thấy vài tháng trở lại đây thì là cháu đã có sức khỏe hơn, cháu đã có thể đi lại và ăn uống tốt hơn. Bây giờ ăn được mấy bát cơm sáng? Mình bệnh thì một bát rưỡi. Một bát rưỡi cơ, một bữa. Vâng. Một bữa ăn được một bát rưỡi. Vâng. Sáng cũng ăn, sáng ăn. Sáng cũng ăn. Sáng ăn, chiều ăn, tối ăn này. Vâng. Đấy. Thì là anh em mình cũng rất là vui. Từ những ngày đồng hành bây giờ gọi như là gần như là đã sắp được một năm. Thời điểm anh em mình gặp bé Xá là rất là gầy, suy dinh dưỡng rất nặng. Đấy, đi viện lên xuống, lên xuống, tới lui. Năm ngoái có lẽ là một năm cực kỳ là vất vả với lại anh Lúa. Thời điểm mà con thì suy dinh dưỡng này, vợ thì là ốm rất nặng. Đấy, sơ gan và bệnh gan ung thư ấy, là khi mà anh em mình biết đến thì đã nằm trong cái căn phòng tối này rồi. Đấy, chia sẻ lại để các bác biết được cái hoàn cảnh của bé Xá. Hiện tại thì anh em mình cũng không có kêu gọi gì đâu, nhưng mà khi mà còn những cái khoản quỹ trợ duyên của các cô các bác còn dư lại thì thi thoảng lên thăm, và những lúc lên này thì cũng phải ghi hình để cập nhật cho các bác cùng xem. Hôm nay rất tiếc thì là bé Xá bé đang ngủ trưa. Đấy, bé nãy thì anh em mình lên thì là Say cũng có muốn gọi lên để mà chú Khâm gặp là cháu uống sữa, tuy nhiên đang giấc ngủ mà. Đấy, hiện tại vào thời điểm là 4 giờ kém rồi, chắc là ngủ muộn đúng không? Mấy giờ mới đi ngủ? 3 giờ ngủ ạ. 3 giờ à? Vâng. 3 giờ đi ngủ thì hiện tại là vào thời điểm 4 giờ kém thì mới được 1 tiếng thôi. Thôi cứ cho ngủ dậy thì cho uống sữa nhé. Vâng. Đấy, Xá thì chưa biết cái gì đâu, có lẽ là phải vài năm nữa. Vâng. Vài năm nữa mới biết. Có thể là bố nhắc đến chú Khâm hoặc là các anh nhắc đến chú Khâm thì Xá biết. Vâng. Xá biết chú Khâm thôi. Đấy. Gần công việc gần chú Khâm mà lên thì chú Khâm sẽ rẽ vào thăm. Nhắc đến câu chuyện của anh Lúa thì năm ngoái, ngoài việc là con đau ốm bệnh tật, vợ đau ốm rồi là vợ mất, thì đến thời điểm gần cuối năm là cũng chưa được ăn Tết đâu thì anh Lúa lại tiếp tục vào viện. Anh là vào viện, bố vào viện nhiều vết đấy nhỉ. Hết là sơ gan rồi lại đến là lao phổi. Đấy, bây giờ về là đỡ ho chưa? Dạ đỡ ạ. Đỡ rồi đi. Vâng. Bảo bố không được uống rượu, hút thuốc nhé. Giờ bỏ rượu chưa? Bỏ lâu rồi. Bỏ lâu rồi đi. Vâng ạ. Thế tốt. Cái sơ gan cũng như là lao phổi thì kiêng kỵ cực kỳ là rượu bia và thuốc lá. Đấy, chú lên đây thì chú cũng muốn là gặp được bố này nói chuyện, nhưng mà mấy lần lên nó không gặp được. Đợt trước nếu mà gặp chú gửi ít tiền rồi, nhưng mà đợt trước lên thì chỉ có Say ở nhà thôi, Say mới lại chở mới lại bé Xá thôi. Đấy, đợt này lên thì lại thôi, nhân tiện là có Hồng ở nhà thì chú trao luôn cái tiền này, bảo bố là
chú Khâm có một cô cho nhé, có một cô cho chú Khâm để chú Khâm đưa lên cho bố mua giống ngô nhé. Vâng ạ. Giống ngô hoặc là mua phân này, giống ngô nhà nếu mà có rồi thì mua phân để mấy nước mưa cái là mình trồng ngô. Vâng ạ. Đấy. Cháu là hai mấy anh em vẫn đi học đều chứ không bỏ học luôn nhé. Vâng ạ. Có nghỉ học không hay là có phải nghỉ học ở nhà hộ bố làm gì không? Không ạ. Không nghỉ ngày nào. Không nghỉ ngày nào đâu gì. Vâng ạ. Năm nay là lớp 9 là bây giờ là sắp vào mùa hè là gọi là sắp thi rồi đấy đúng không? Vâng. Cố gắng học hàng hết. Thế học cái lớp 9 thì có đi học lớp tiếp lớp 10 không? Dạ. Ừ. Chị bảo bố là đi học nghề nhưng bố bảo bố không cho. Học nghề á? Vâng. Cháu bé bé này đi học nghề gì? Bố chưa biết ạ. Ý là muốn đi học nghề nhưng bố không cho. Vâng. Đi học cái lớp 9 định đi học nghề. Nhưng mà cháu đang nghĩ là đi học nghề thì mình là nghĩ là sau này muốn làm cái gì? Hả? Làm gì? Không thích sửa xe á? Sửa xe máy hay sửa xe gì? Sửa xe ô tô. Đúng không? Có đúng không? Sửa xe máy thôi. Sửa xe máy á? Vâng. À, sai lại bảo anh Hồng muốn sửa xe ô tô. Thế là không tính đi học lớp 10 nữa. Mà chưa biết ạ. Chưa biết á? Vâng. Bố bảo như nào? Bố bảo thì phải lên học lớp 10. Bố dặn là muốn đi học lớp, cho con đi học lớp 10 đúng không? Vâng. Thế thì cố gắng đi học lớp 10 thôi. Sợ là con đi theo học được không? Đi học lớp 10 đi thị trấn thì hơi xa. Thì đi ở trọ à? Chưa biết ạ. Thật sự là cũng khá là mông lung. Anh em mình cố hỏi Hồng một chút. Bởi vì là trước thì cũng có những cô, có cô ở Mỹ là cũng muốn là tài trợ cho cháu học đấy. Nhưng mà sau quá trình theo dõi thì không biết là cháu có mong muốn là còn được đi học không. Đấy, hiện tại thì bố thì cũng muốn cho con đi học. Bố là học hết lớp 12 đúng không? Lớp 11 thôi. Bố? Lớp 11 thì bỏ. Bố học hết lớp 11 thì bỏ. Thế bây giờ mà con mà không đi học đến lớp 11 nữa thì thua bố đấy. Bây giờ đi học nghề thì người còn nhỏ gầy gầy nên đi học nghề gì? Thật sự là bao nhiêu cân nhỉ? Cháu bao nhiêu cân nhỉ? 31 thôi. Lớp 9 mà có 31 cân thôi. Đúng không? Vâng. Đấy, các bác rất là nhỏ gầy. Vì từ bé thì là hay hộ bố đi cắt cỏ cho bò này, hay đi làm nương này. Anh cả hay vất vả nhỉ? Vâng. Căn bản thì là làm vất quá các bác ạ. Đấy, bố thì cũng, bố thì người cũng to mà, bố thì cũng cao cũng to đấy. Nhưng con thì ai cũng bé bé, gầy gầy vì thiếu dinh dưỡng quá. Đấy. Cố gắng đi học được thì tốt quá. Đấy. Bố động viên đi học thì anh nghĩ là, chú nghĩ là bố cũng mong muốn cho các con và sẵn sàng để nuôi dạy các con đi học thôi. Hôm nay chú lên đây để nhân tiện câu chuyện lên thăm bé Xá thì không gặp rồi, đấy, đang ngủ trưa rồi. Còn bố Lúa thì không gặp rồi, gặp được hai anh em thôi. Đấy, Hồng thì bây giờ gọi là đã sắp hết trường cấp 2 rồi, sắp hết trung học cơ sở rồi. Thì là cũng dần dần là thanh niên nó biết suy nghĩ thôi. Đấy. Thì cả đi học nghề hay cái gì nhưng mà cũng phải lượng sức mình đấy, làm được cái nghề gì, muốn thích sửa xe máy gì. Sau này nếu mà sửa xe máy thì về sửa đâu, ở xóm này à? Xóm này á, xóm này có mấy cái xe máy? Có tổng hết tất cả là có 7-8 cái ạ. 7-8 cái thì cháu sửa xe máy ở đây thì không có thu nhập đâu. Cố gắng đi làm nếu mà thành thợ được thì tốt. Vâng. Đi học. Nói chung là ai cũng sẽ có ước mơ các bác ạ. Những em bé trên bản này thì ước mơ nó bé tí lắm. Bởi vì sinh ra thì đã đi tiếp xúc với nương với dãy, đi làm lụng từ bé rồi. Thực ra nếu mà có một cái ước mơ để mà trở thành một người thợ thì hiếm người là có suy nghĩ được như Hồng. Tâm sự một chút như thế để mà biết. Thì nếu bố về thì trao cái tiền này cho bố nhé. Không mang đi đâu đâu nhé. Đấy, bởi vì chú khó gặp bố quá. Tối về thì chú sẽ gọi lại vào cái số mà cháu cung cấp cho chú. Đấy. Bây giờ thì Xá là chắc cũng ngủ rồi, anh em mình không có ghi hình được thêm. Đấy, chợ thì là đi chơi rồi. Sữa thì cất đi nhá.
trẻ con hàng xóm về thì thôi hạn chế, nhường cho bé Xá nó uống nhé, cho nó khỏe. Thời điểm hiện tại thì như anh em mình mong muốn thôi, sức khỏe của bé Xá thì cũng phần nào đã quay trở lại được cái trạng thái như những em bé trên bản bình thường rồi. Nó chạy được chưa? Dạ, đi rồi. Đi thôi chạy đúng không? Đi bình thường rồi. Đi bình thường, nhưng mà chạy hay chưa chạy được? Chạy được nữa rồi. Chạy được nữa rồi? Bây giờ nó đi thì nó không bò, nó đi rồi. Không bò rồi đúng không? Vâng ạ. Chạy đi được rồi, đấy, thế vâng. Tốt quá. Thế. Anh em mình cũng không có kêu gọi thêm, nhưng mà một cái sự tích cực của bé Xá như thế thì quá tuyệt vời rồi. Hôm nay lên thì cũng cập nhật ngắn cho các bác cùng xem và để chị Diệp Sương cùng biết cái số tiền còn dư của chị, anh em mình sẽ cập nhật trên kênh và tiếp tục là mua nhu yếu phẩm, sữa phục vụ cho bé Xá như những gì chị bảo anh em ban đầu. Đấy. Thôi chắc có lẽ là không có việc gì thì chú đi về đây. Đấy. Đây, cháu cảm ơn cô Diệp Sương. Cháu cảm ơn cô Diệp Sương ạ. Đã gửi tiền. Đã gửi tiền cho trong nhà em ạ. Rồi. Thôi, anh em mình sẽ tiếp tục liên hệ với anh Lúa về cái khoản tiền này. Nhớ nhá, đây giờ bố nhá. Chú thì chú xin phép đây. Đấy, ở lại thì cũng không. Rồi. Chú không biết ghi hình gì thêm nhiều đâu. Đấy. Trời vẫn rất là nắng đúng không anh chị ạ? Bây giờ là vào 4 giờ rồi. Có lẽ là không gặp được anh Lúa thì anh em cũng sẽ di chuyển đi về thôi. Cái khu vực này thì là một trong những cái khu vực đầu tiên anh em lên triển khai chương trình thiện nguyện đấy các bác ạ. Đấy. Ở nhà thì bây giờ là không thể kiếm ra nghìn nào rồi. Không kiếm được đâu, chỉ ở nhà suốt thôi. Dạo này là không kiếm được ra nghìn tiền nào đúng không? Ở nhà suốt thì đi kiếm ở đâu mà được nữa. Trong con. Không thể đi được. Con nhỏ, 4 đứa con. Mà một mình, anh. Như trước Tết kia thì chưa làm nữa thì còn nhờ ở với mấy đứa của anh. Thì bây giờ thì mùa này mùa làm ấy thì mấy đứa của anh kia đi làm hết thì mình phải không có người trông nhờ thì vậy ở nhà suốt thôi. Bây giờ thì trông cậy vào cái vụ ngô tới này. Ngô thì ở trên vùng cao này phải vào tháng 8 mới được thu hoạch. Tháng 8 mới được. Mà một cái vụ mùa ngô của anh về thì bán được khoảng bao nhiêu tiền? Còn để ăn nữa chứ nhỉ? Khoảng nếu mà tính bán hết thì khoảng 6-7 triệu thôi. Một năm? Đấy, một năm. Chỉ được khoảng 6-7 triệu. Thì được cũng... Bằng lương cơ bản của một người đi làm công ty, làm công nhân một tháng. Đấy. Chỉ bán thế mà còn chưa tính là để ăn đấy. Để ăn thì đủ ăn hàng ăn mình, nhưng mà tính về bán tiền thì tầm thế thôi. Vâng. Vất vả nhỉ. Vất vả. Mình không làm thì lại lương ở đấy rồi mình lại không làm. Đấy, người ta cũng khuyên mình bảo sao mình không làm lương ở nhà suốt, không làm lương á. Mình làm thì tính ra làm thì cũng mất công mất bao nhiêu tiền đấy, thung phần mua giống thôi. Mua phân, mua giống các thứ. Mua phân, mua giống bỏ công này. Chỗ cày thế này, nó kia lại thuê thế thì cũng thấy ra cái tiền mình bán về cũng không được lái bao nhiêu đâu. Bỏ nương ngô thì người ta bảo mình lười không chịu đi làm đúng không? Mình phải làm đấy. Cố gắng làm để... Bây giờ là không nuôi con vật nuôi gì anh? Bây giờ không nuôi. Không nuôi nữa. Không có tiền đi mua về nuôi, kể cả kiếm về nuôi cũng mình cũng phải chăm sóc phục vụ được mà không nuôi được, thế là để con mấy hai năm xem con lớn lên xong. Bây giờ gọi là cầm cự để làm lụng và cho các con lớn hơn. Đấy. Rồi là sau này tính tiếp. Đấy, sau này sẽ tính tiếp. Bây giờ đấy, thế nay mới tâm sự với Hồng bảo là sợ bây nữa hết lớp 9 rồi có đi học lớp 10 không? Có nhưng mà Hồng bảo là anh bảo là cho Hồng đi học bên có hai ba kia, Hồng bảo là
cô giáo bảo là cho đi chọn nghề. Thế anh bảo là bé quá, người bé quá, đi chọn nghề thì học nghề sợ. Đi học rồi, trên này rồi đỡ một tí, đi học rồi, trước là học là hàm giao thì học, học được một thời gian lại bỏ đi. Tối kém, tối tê kém đi lại, mất tiền, vừa mất tiền ấy, thế thì cho học học ở trên cấp 23. Cho đi học thôi nhỉ? Cho đi học thôi, ở nhà không giải quyết được. Thứ nhất ở nhà không giải quyết được cái gì cả. Nhà nó trông con nào không trông con đi chơi, vừa đi chơi đi nghịch này nọ kia nó đi chơi lạ cho khát nữa. Bé quá, mất chưa có sức làm cái gì cả. Ê, chưa có sức làm, chưa làm được đâu. Đang bảo là mấy anh em cũng học đến sắp hết lớp 9 rồi, sắp hết cấp 2 rồi mà người vẫn rất là nhỏ gầy. Thực ra là bé đi học nghề thì bé có không biết là đi học cái nghề gì. Đấy, nhiều em ở dưới. Nhưng mà như Hồng thì ví dụ học nghề thì chỉ phải được nghề cái nghề sửa xe thôi. Nghề sửa xe máy kia nó mới xe máy. Nó mới tiện thôi, nếu mà làm nghề khác thì người bé tí thế này. Không có sức. Đấy, không có sức. Như sửa ô tô bé tí tẹo thì làm sao mà nhấc được những cái vật dụng của nó. Đấy. Sửa xe máy thôi, may ra đơn giản thôi, ô tô nhìn cái đồ bé tí như ba người kia mà không được. Chính xác. Thế cố gắng là cho đi học ở chỗ trường dạy nghề mình thôi. Cố gắng cho đi học cấp 3. Học được hết cấp 3 thì tốt. Bây giờ chính sách nhà nước người ta cũng quan tâm mà, là nhà mình hộ nghèo thì là trong quá trình đi học thì vẫn được nhà nước bổ sung cho hàng tháng bao nhiêu ấy, không nhầm là như vậy anh ạ. Đấy, tiền nghĩa là nhà nước người ta chu cấp tiền trọ cho. Đấy, một tháng người ta chu cấp mấy trăm nghìn cho thì mình là có thể xem những cái khoản đấy vào việc ăn uống trong cái thời gian đi học. Phải cho đi học, cùng cho đi học thì không được. Trước là anh đang đi điều trị chữa bệnh ở dưới bệnh viện mình thì sai cho nghỉ được một tháng mới đưa đi. Sai nghỉ học ạ? Đấy, cho nghỉ. Bởi vì là mình cho đi học thì không có ai trông con nữa. Lại cho nó trông con ở nhà này một tháng mới, bây giờ ra về mới cho nó đi luôn. Thế nghỉ một tháng là bây giờ con được lên lớp không? Không nghỉ lên đấy. Nếu mà thi được thì đi lên, không thi được thì nghỉ một tháng. Mà nếu mà có khả năng là chịu khó học hành, theo đuổi được các bạn thì may ra thi được thì còn được lên lớp. Còn không thì có khả năng là khó đấy. Đấy, các bác thấy là éo le, một cái hoàn cảnh hòa chống nuôi con là mà lại còn mang bệnh, thời điểm là bị lao đi điều trị mất hơn tháng đúng không? Hai tháng, mất 2 tháng đấy là bé say thì mới có học lớp 6 chưa nhỉ? Lớp 5 thôi, cuối cấp của tiểu học là phải nghỉ ở nhà để mà trông chờ mới lại xá. Một mình em ấy trông hai em mà. Lớp 5 thôi mà trông hai em mà chờ năm nay được 3 tuổi nhỉ, 4 tuổi nhỉ? Trẻ năm nay được 4 tuổi rồi. 4 tuổi, xá là được 2 đúng không? Xá được 2 tuổi. Hơn 2 tuổi rồi đấy nhỉ? Xá 2 tuổi thôi. 2 tuổi tròn à? 2 tuổi tròn. Đấy. Thực sự này, để mà nói là cuộc sống các em bé ở dưới kia lớp 5 thì chưa biết cái gì. Kể cả là đến những bé hơn nữa, lớp 9 thì thực sự là bản thân khu vực dưới không, các em khoảng lớp 9, lớp 5 thì vẫn ăn và học và ngủ, chơi thế thôi. Chứ làm sao mà phải đi cắt cỏ, phải đi lên nương rồi là phải ở nhà trông hai em. Ở nhà trông hai em có phải là trông nguyên em đâu, nấu cơm cho các em ăn, giặt quần áo cho các em, thay tắm cho các em. Đấy, chính vì vậy mỗi lần anh em mình lên có những lần là thứ sáng trở mặt đen chân đen, không bao giờ dám trách. Đấy, chỉ dám dặn em là cố gắng và giữ gìn vệ sinh cho hai em thôi. Một mình say đấy. Video trước các bác thấy là một mình say cũng trông hai em. Chắc có lẽ là cũng trông quen rồi đấy. Mới trông được đấy. Trông quen. Thôi hôm nay lên thăm động viên anh tí thôi nhá. Nào thì có gì em lại lên thăm. Thôi em còn có việc, bây giờ em xin phép đi về đây nhá. Đấy. Có số của em rồi thì khi nào mà có việc thì anh em là alo nhé. Đấy, cố gắng thôi anh nhá. Đấy, hôm nay thì là vào một phần trao cái khoản tiền chị Diệp Sương. Và bây giờ là em lại phải di chuyển công việc rồi. Video này chào cơm xin phép phép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý cô anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.